Aqua City, đô thị sinh thái thông minh thịnh vượng, tọa lạc tại tâm điểm giao thương của chuỗi liên kết giá trị kinh tế vùng Đông Nam Bộ với trục đường lớn Hương Lộ 2 kết nối cao tốc Long Thành Dầu Giây, thuận tiện di chuyển đến trung tâm tài chính Thủ Thiêm chỉ với 15 phút, rút ngắn mọi khoảng cách đến thành phố Hồ Chí Minh và các khu kinh tế, du lịch lân cận. Xin chào quý vị. Như những video trước thì Văn Học đã giới thiệu đến quý vị về tổng quan của Aqua City, những căn biệt thự đơn lập, biệt thự song lập hoặc là những căn nhà phố. Thì đến với giai đoạn 2 này, Văn Học sẽ giới thiệu đến quý vị 110 căn biệt thự đơn lập, view sông, đẳng cấp và số lượng đó là giới hạn, sẽ mang đến một cái tiềm năng giá trị bất động sản gia tăng rất lớn. Đây chính là giai đoạn 1 của Aqua City và đây là giai đoạn 2 của Aqua City. Aqua City với giá từ 14 cho đến 17 tỷ một căn. Đối với những căn mà view công viên thì giá rơi vào tầm khoảng chừng 15 tỷ một căn. Những căn view nội khu thì rơi vào khoảng 14 tỷ một căn. Và những căn view sông thì giá tầm khoảng 17 tỷ một căn. Đối với diện tích ở đây thì sẽ là 15 x 20, 300 m² cho một căn biệt thự đơn lập. Thì trước khi đi vào chi tiết thì Văn Học sẽ điểm qua những tiện ích tại Aqua City để cho những quý vị nào mà chưa xem video trước sẽ được nắm chi tiết hơn. Vị trí của Aqua City rất là thuận tiện kết nối ra các điểm tiện ích ngoại khu như bến du thuyền, sân golf Long Thành hay làng đại học chỉ mất 5 phút. 10 phút có thể đến bệnh viện Simat, khu vui chơi giải trí Sơn Tiên hay khu công nghệ cao. Đến sân bay Long Thành chỉ mất khoảng 15 đến 20 phút. Đó là một cái điểm tiện ích ngoại khu rất thuận lợi cho Aqua City. Còn đối với tiện ích nội khu thì Aqua City có gì? Trên hình ảnh quý vị có thể thấy những cái danh mục số 1 đây chính là những đường dạo bộ ven sông của Aqua City. Đường dạo bộ này với chiều dài 20 km sẽ mang lại một nguồn oxy rất là lớn cho cư dân tại đây. Danh mục số 2 chính là bến thuyền kayak, sẽ giúp khách hàng có những trải nghiệm tuyệt vời khi chèo thuyền kayak tại đây. Danh mục số 3 đây, đây và đây chính là những công viên xanh của dự án Aqua City. Danh mục số 4 cho Aqua Garden, đây là những công viên xanh với những cây rất là lớn, sẽ giúp cho khu vực này trở nên rất là mát mẻ. Danh mục số 5 chính là bến du thuyền. Sau này quý vị có thể đậu bến du thuyền tại vì những khu vực danh mục số 5 này rất là thuận tiện. Danh mục số 6 chính là Club House, ngay cái bên bến du thuyền chính là Club House hoặc là Club House ở bến cho bến thuyền kayak. Ở đây có những hồ bơi, có những tiện ích dành cho những cư dân ở khu vực này rất là thuận lợi. Số 7 chính là những trung tâm thương mại sau này sẽ triển khai sẽ giúp người dân mua sắm tại những khu vực này. Số 8 đó chính là trung tâm giải trí trong nhà. Đây là những khu trung tâm giải trí trong nhà, vui chơi trong nhà. Đến mục số 9 đó là khu vui chơi trẻ em. Khu vui chơi trẻ em, quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều khu vui chơi trẻ em tại vị trí giá. Số 10 đó chính là trường học, trường cấp 1, cấp 2 tại đây. Sau này con của những cư dân ở đây thì việc đi học sẽ rất thuận lợi. Việc đi học ở trong một cái dự án có một khu đô thị xanh này sẽ đảm bảo an toàn và cũng như là giúp cho trẻ có những trải nghiệm tuyệt vời ở gần với thiên nhiên. 11 đó chính là City Sports Center. Đây là khu vui chơi thể thao dạng tổ hợp, sẽ giúp cho những khách hàng hoặc là những cư dân đến với khu vực này vui chơi sẽ rất thuận tiện. Đây là những tiện ích để giúp cho những cư dân sống trải nghiệm đầy đủ tại đây, cùng với một bến du thuyền rất là lớn ở khu vực phía sông Đồng Nai. Thì trên bản đồ, trên hình ảnh quý vị có thể nhìn thấy với hai ký hiệu màu vàng và màu xanh. Màu vàng là những cái biệt thự ở trong một khu vực công viên xanh, còn đối với những cái màu xanh này thì đây sẽ là ký hiệu của những căn biệt thự mà có view sẽ nhìn ra được sông. Đây là những khu GV57 và GV56 là những biệt thự mà nhìn ra view sông. Còn đây là sẽ là những mẫu nhà phối cảnh và những mẫu nhà của dự án Aqua City. Thì hiện nay Aqua City cũng khá là nhiều mẫu nhà cho quý vị lựa chọn. Phong cách cổ điển có, phong cách hiện đại đều có. đều thiết kế với phong cách là 1 trệt 2 lầu. Thì đối với những căn biệt thự này hiện nay thì khi khách hàng mua sẽ được hoàn thiện mặt ngoài cùng cảnh quan xung quanh luôn. Còn nội thất bên trong thì quý vị có thể là tự hoàn thiện theo những ý thích của mình, xem là những cái đẳng cấp khác biệt. Đây là những phong cách nhìn rất là đẹp, quý vị có thể lựa chọn mẫu. Thì hiện nay là đối với những căn biệt thự ở diện tích 15 x 20 sẽ chừa phần sau nhà sẽ là 3 m, phần trước nhà sẽ là 2 m, bên hông cảnh quan thì sẽ chừa ra mỗi bên là 2 m, thì còn lại phần là diện tích xây dựng. Với việc thiết kế xây dựng nó sẽ giúp cho xung quanh nhà đều có những tiện ích cây xanh, sẽ mang lại những cảm giác rất thoải mái cho những khách hàng tại đây. Hiện nay Aqua City đang nhận booking dưới chỗ 110 căn biệt thự đơn lập siêu phẩm của Aqua City. Khách hàng booking từ giờ đến ngày 14 tháng 9 sẽ mở bán. Đối với những khách hàng booking sớm sẽ nhận ưu đãi đến 2% cùng nhiều quà tặng ưu đãi hấp dẫn khác. Quý vị mà muốn sở hữu những căn biệt thự đơn lập với việc thanh toán từ 3,99 tỷ cho 3 năm thì hãy gọi ngay cho Văn Học theo số hotline 0888 373 777 để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.